chào anh Trấn Thành. Dạ chào em Việt Hương. Thấy vui vui rồi đó nha. Hai đứa mặc màu trắng luôn nữa, trẻ trung nhí nhảnh, mặc đồ đẹp và theo tiêu chí của Trấn Thành là sạch sẽ. Ừ. À, em nhìn cũng khá vi diệu đấy. Dạ em cảm ơn anh. À, cho anh biết em tên gì, đến từ đâu, làm nghề nghiệp gì? Dạ em tên là Ngọc, đến từ Sài Gòn. Em là công việc em là đi hát và làm vlog. Anh nhìn em quen quen thì phải. Dạ ngày nào em cũng gặp anh hết anh ạ. Cái đó anh biết. Trên TV phải không? Dạ trên YouTube. Có bao giờ trong đường đời lận đận ta vô tình chẳng nhận ra nhau, có không ta? Dạ cũng có anh. Gặp đâu rồi á, phải gặp đâu rồi á. Nhiều thấy thấy người đẹp hay vậy, xạo xạo vậy. Em thi đi đừng kệ quan tâm đó. Dạ. Thi đi em nha. Và 60 giây bắt đầu. Anh để cho tôi yên được không? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi làm gì nên tội chứ, hả? Tôi đã nói anh Bill bao nhiêu lần rồi. Từ nãy giờ tôi nhắn tin anh không hiểu hả? Tôi nói anh lần nữa nha. Tao nói cho mày biết nha mày. Từ nãy tới giờ là mày nhắn tin lộn số rồi nha. Mày nhắn tao hoài chứ hả thằng khùng? Trời ơi tao hiểu quá. Chúc mừng bạn. Nhân tài chúng ta đã nở được cười. Và bạn đã có trong tay 2 triệu đồng. Bất ngờ. Được. Trong một cái tiểu phẩm mà em có cái tình huống bất ngờ có rất là quan trọng. Có kỹ thuật biểu diễn, có kỹ thuật biểu diễn. Có em có xem hài nhiều không? Dạ hồi đó thì em có thi vào trường sân khấu điện ảnh à. Rồi kết quả? Em có một biến cố nên em học đó xong rồi em nghỉ. Biến cố là biến như thế nào? Tại vì gia đình em có chuyện nên em không có theo ước mơ. Rồi tại sao ngần ấy năm là không theo đuổi lại nó? Dạ cũng vì có ăn việc làm, em làm cũng nhiều nghề xong rồi sau đó thì cái đam mê em lại khiến em đi theo nghệ thuật. Còn mê nhiều không em? Dạ em mê anh thế nào thì em mê nghệ thuật như thế đó hả? Sao anh biết em mê anh như thế nào thì em phải show me. Em đến cái chương trình này là em đã đam mê anh rồi đó. Em ơi hiện giờ em có 2 triệu. Dạ cảm ơn chị. Và bây giờ em có muốn tiếp tục hay cầm 2 triệu về dẫn anh Thành đi ăn? Dạ anh Thành thì nếu mà dẫn anh đi ăn chắc phải hơn số đó chị. Vậy thì là em thì tiếp tục. Tiếp tục. Bạn chọn thì tiếp tục. Và thời gian 60 giây vòng 2 bắt đầu. Tao nói tháng 7 giờ rồi xui quá trời xui. Đúng là tháng cô hồn. Thì bà thầy bói nói là giờ mình phải phóng sanh thả cá thì mới ra được may mắn. Sống phải biết làm phước phải không? Hôm nay em thả cá nha. Mày may mắn gặp tao đó nha mày. Ê cái chị kia. Dừng lại, làm gì vậy hả? Thả gì vậy hả? Mà làm gì vậy? Trời ơi, tôi thả cá ra ai cũng thấy mà làm chứ phóng sanh thả cá tôi có thả rác đâu trời. Trời đất ơi, bà thả cái gì xuống dưới vậy? Thì nãy giờ phóng sanh cá cho Trấn Thành bệnh cũng đang thả cá kìa, sao không là cản người ta phải cản tôi. Trời ơi, ổng thả là thả cá chép còn bà thả cá gì? Ổng thích phóng sanh cá chép kệ ổng, còn tôi thích phóng sanh 50 con cá sấu thì kệ tôi. Trời đất ơi, con cá sấu bà thả bao nhiêu con dưới rồi? Thả 49 con rồi. Còn con nữa đâu? Sao mọi ngồi trên kìa. Chúc mừng bạn. Trên này Việt Hương đã nở được cười. Và bạn biết cái gì? Hết cười quá. Bị nhục rồi. Tôi không biết tại sao cái chương trình này như ban tổ chức mời tôi lên đây để người ta làm nhục hay sao á. Hôm nay con tôi được làm cá sấu luôn. Ít có ác với tôi. Có chuyện animal rồi. Em ơi, nhưng mà lại một lần nữa yếu tố bất ngờ ha. Chị lo lúc mà em nói là Trấn Thành cũng có phóng sanh rồi, hiểu không? Cá chép cái gì đó, tôi phóng sanh cá sấu, đó là một cái yếu tố của em nhưng mà chưa đủ đã. Chị lo hết sức, không biết là em giải quyết như thế nào. Nếu không là nó sẽ tuồn tuột đi. Đúng là nói gì nói, hồi nãy em giới thiệu em thì chị cũng nghi ngờ. Tại vì đã đứng trên sân khấu nghĩa là em sẽ có bản lĩnh hơn. Khi mình làm cái này được, lập tức mình lật cái kia. Và cái đầu của em liên tục sẽ em sẽ quan sát cái ga hoặc là gọi là cái mảng miếng như thế nào thì em sẽ bù đắp thêm. Đó cũng là một cái quan trọng cho một cái người mà đã từng bước lên sân khấu như em.
Và bây giờ với sự tự tin, với sự duyên dáng, tiểu phẩm bất ngờ của em, em đã có 10 triệu đồng. Em biết làm sao không? À, một trong những cái mà em có thể làm cho người ta cười được đó là khi em nói chuyện em mang đến cái phong cách rất là khiêm tốn. À, và khi em vào nhân vật thì em có vẻ tửng hơn. Dạ. Thì chính cái điều đó nó làm cho người ta thấy được cái sự khác biệt giữa con người ngoài đời thật và các cách em diễn, nên người ta cảm thấy bất ngờ hơn. Đó cũng là một trong những cái chiến thuật hay. Đang rất là duyên, ý kiến cá nhân, chơi tiếp luôn. Dạ, thực sự thì em đến với chương trình này là vì yêu thích chương trình này và vì đam mê mình được đứng trên một cái sân khấu như thế. Bây giờ phân vân thì mình hỏi ý kiến người thân, có ai ủng hộ em không? Đến đây ủng hộ em không? Dạ, em xin hỏi anh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đến ủng hộ em. Dạ, dạ, ý anh Hưng thế nào? Hay dạ, xin chào anh Hưng. À, anh Hưng là cái gì của em chứ chị với anh Hưng, anh Hưng là ruột rà lắm đó nha. Ruột không? Ruột rà lắm đó, gần nhà mà còn ruột rà. Và chúng tôi có mối liên kết rất là sâu đậm, mà hôm nay lý do gì anh Hưng lại tới đây với bé này, lý do gì em là ai trong cuộc đời của ảnh? Hay quá. À, xin chào Việt Hương và Trân Thành. À, cũng xin được khoe mọi người chút xíu. Hưng cũng là một fan của Việt Hương, fan cứng luôn. À, mà là một người anh rất thân của Trân Thành nữa. Và với bé Ngọc này, Hưng ngưỡng mộ với Ngọc từ trên Facebook. Có những cái nhận xét về cuộc sống nó rất là logic và nó thực tế. Thế là sau đó nhắn tin khen ngợi và share về Facebook. Hay là cổ cũng tìm được số liên lạc của mình và cảm ơn mình, sau đó trở thành thân. Và ngày hôm nay cổ nói cổ thi cái nhìn này. À, Hưng đang dành thời gian cùng với Ngọc Thanh Tâm đến đây để hỗ trợ tinh thần. Wow. Dạ, cảm ơn anh Hưng rất nhiều. Dạ, hậu thuẫn thật là mạnh mẽ, kế bên còn có cái Tâm theo mà nữa. Mà ông nhận cái dòng người mà đã nhìn đã lịch sự sang trọng rồi mà còn hậu thuẫn vững chắc như vậy nữa thì thôi rồi. Tiếp đi em ơi. Dạ. Và bây giờ số tiền thưởng của em là 10 triệu đồng. Em hãy suy nghĩ thật kỹ coi em có nên bước vào hay không, và báo cho em một tin. Khi số tiền lên 20 thì chúng tôi sẽ gồng, không có cười dễ dàng như hồi nãy đâu. Phải tiết mục của em phải thật là bất ngờ mới được. Còn không, cầm 10 triệu này với một người dễ thương xinh xắn như vậy, rủ đồng bọn đi ăn, nhất là anh Hưng, mà anh Hưng thế nào cũng rủ chị. Gì vậy? Vậy cuối cùng tiền cũng về tay chị là sao? Sao có được, đi ăn thôi, ké anh ra mấy vụ. Và Ngọc ơi, quyết định của em là đi tiếp hay ngừng lại với số tiền 10 triệu? Cái nãy giờ tôi nhắn tin anh không hiểu hả? Cô nàng Cherry Minh Ngọc sẽ quyết định dừng lại với giải thưởng 10 triệu đồng hay quyết định đi tiếp? Chúng ta sẽ biết được kết quả sau ít phút nữa. Còn tôi thích phóng xanh 50 con cá sấu thì kể tôi. Dạ, em quyết định dừng lại. Ngừng lại. Và xin chúc mừng Minh Ngọc với giải thưởng là 10 triệu đồng. Và xin mời danh hài Trứng Thành. Cảm ơn anh, cảm ơn chị Lục Hương. Và xin cảm ơn anh Hưng cùng Ngọc Thanh Tam đã đến ủng hộ em chương trình hôm nay. Xin cảm ơn anh. Bóng đã chiến thắng vang rồi, thắng cuộc trận rồi đây, bản thân là tài giỏi. Mình thấy chương trình này rất là thú vị, mà các bạn cứ mạnh dạn mà nộp hồ sơ để mà được casting và tham gia chương trình. Và Ngọc cũng dễ dàng có thể nhận được 10 triệu của anh Trứng Thành và chị Diệp Hương.